trường hợp chúng ta đang thực hiện một chế độ ăn kiêng để giảm cân, nhưng chúng ta lại có một bữa tiệc có rất là nhiều thực phẩm mà chúng ta thích. Vậy chúng ta có nên tiếp tục không? Chúng ta có ngay câu trả lời là không nên. Quá trình giảm cân là một quá trình đi theo con đường một chiều, không quay trở lại. Buổi trưa hôm đó lúc mà đi tập về thì nghe cái mùi đồ ăn nó bốc lên rất đã. Khi mà mình vào mình nhìn thấy thật sự là rất choáng ngợp. Nào xúc xích, khoai tây chiên, spaghetti, nói chung là rất là thèm. Mình thích quá, thế là mình cầm vào mình ăn luôn, ăn một miếng, thêm một miếng nữa. Trong trường hợp chúng ta ăn các món ăn rất là nhiều ngọt, rất là nhiều béo, thì chúng ta sẽ kích hoạt trở lại quá trình kích thích thần kinh để chúng ta mong muốn ăn những món ăn ngon như thế này. Khi mà mình đang thưởng thức những món ăn rất là ngon thì bỗng ở đâu xuất hiện một anh chuyên gia dinh dưỡng. Hôm nay tôi quyết định là chắc các bạn chia tay cuộc chơi hết. Tất cả các món ăn của các bạn đều nằm trong cái cấm. Chuyên gia dinh dưỡng đến nói thẳng với mình rằng là ở đây thấy ăn xào ớt ngan, thức ăn nào mà có sử dụng mayonnaise có nghĩa là nó kết hợp trứng và dầu, chất béo, nó sẽ làm cho chúng ta không những không giảm cân mà còn phải tăng cân thêm nữa. Mình cũng không trách, mình không trách chuyên gia dinh dưỡng, nhưng mà lời nói đó mình cảm thấy mình rất nhục nhã. Sau khi nghe những lời phân tích của chuyên gia dinh dưỡng thì mình đã hiểu hơn, bởi vì cái con đường này là con đường duy nhất để mình có thân hình đẹp, mình không bị những ảnh hưởng xấu của béo phì đến với sức khỏe của mình. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn cố gắng và nỗ lực để bước sâu vào vòng trong, hy vọng là các bạn sẽ chiến thắng bản thân mình.